Dạ. Mày cứ làm thì theo mày suy nghĩ đi. Ra tới Đà Nẵng mà con không biết gì luôn. Ôi trời, ở đây có cây đúng đỉnh nó to dữ vậy ta. Ba cục đá này đi, nó vừa từ từ chắc được, nếu mà nó trụ rồi không thấy đâu. Thôi, chịu khó nha em. Dạ. Quá là trời. Chịu khó nha. Dạ. Không sao. Sẽ gặp, chắc chắn sẽ gặp. À bên này. Ok. Ok. Còn cái gì nữa không ta? Anh xuống trước đây. Đúng rồi. Mấy người sẵn sàng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.